Thưa quý vị, giảm nghèo vốn đã khó, thế nhưng tại địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiệm vụ này còn khó khăn hơn gấp bội. Nhận thức rõ điều này, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, thì các địa phương, nhất là bà con ở vùng cao, đang tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập, tự lực vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận tại xã vùng cao Tà Gia Khâu, địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện Mường Khương. Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, năm 2018, anh Lù Dìn Cáo đầu tư xây dựng thêm chuồng trại để nuôi lợn đen bản địa, chủ động phòng dịch. Vì vậy, đàn lợn của gia đình luôn duy trì khoảng 50 con lợn thịt. Bên cạnh đó, anh Cáo mở dịch vụ kinh doanh, trung bình mỗi năm thu lãi trên 120 triệu đồng. Năm 2023, gia đình đạt hộ sản xuất giỏi cấp huyện. Ngày xưa thì nuôi ít thôi, nuôi mấy con xong rồi lại lấy lợn giống làm lợn nái xong nuôi thì lợn nái lên. Ngày chăn nuôi giờ với kinh doanh ấy cũng giúp được gia đình rất nhiều, thoát nghèo được 4-5 năm nay. Còn đây là ngôi nhà 2 tầng mới xây của gia đình ông Sùng Khái Tờ. Thành quả này là sự nỗ lực trong phát triển kinh tế, tích góp từ mô hình chăn nuôi trâu bò và trồng thảo quả. Đặc biệt, từ 1 hecta chè được hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật trồng, chăm sóc sẽ là động lực để gia đình ông vươn lên thoát nghèo. Được nhà nước hỗ trợ trồng chè, gia đình đã rất cố gắng chăm sóc để tốt như thế này. Hy vọng sẽ sớm được khai búp để có thêm thu nhập, giúp đỡ kinh tế gia đình. Tả Gia Khâu là vùng đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, đất canh tác ít. Vậy nên, địa phương này luôn nằm trong danh sách các xã diện đặc biệt khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp, trọng tâm là phát triển chăn nuôi, gồm lợn đen bản địa, bò vàng, trâu, dê, với tổng đàn gần 3.000 con. Đồng thời, phát triển vùng chè theo hướng hàng hóa trên 100 hectare. Từ định hướng đúng và nỗ lực của bà con, theo rà soát, năm nay Tả Gia Khâu có thêm 40 hộ thoát nghèo, tương đương giảm 7,9%. Từ trước bà con chủ yếu là trồng ngô, trồng lúa, sản xuất theo mùa vụ. Nhưng theo cái nghị quyết 10 thì đưa giống cà chè cũng như là chăn nuôi đầu tư ấy, thì bà con nhân dân mấy năm nay ấy, thì cũng có cái sự phát triển, cũng hiểu biết hơn, thay đổi cái cách làm để cho phát triển kinh tế của gia đình, để cho ngày một đi lên. Năm nay, Tả Gia Khâu cũng có trên 30 hộ đăng ký xây nhà mới. Kết quả này không chỉ góp phần xóa nhà tạm, nhà rột nát, mà còn cho thấy nỗ lực của bà con trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, dần xây dựng cuộc sống ấm no.